nay Cương muốn chia sẻ anh em về cách chọn ghế và cách chọn bàn ăn thế nào để hợp với lại không gian của phòng bếp nhà mình. Tùy vào không gian phòng bếp nhà mình mà anh em có thể chọn được những cái bộ bàn ăn được ưng ý nhất. Trong video ngày hôm nay Cương muốn chia sẻ anh em về cái cách để chọn một cái bàn ăn là một, và cách sắp xếp ghế ở trong cái phòng ăn nhà mình bao nhiêu là cho nó đủ. Tùy vào phòng ăn anh nha, là anh em nhá, và tùy vào không gian để mình có thể chọn những cái bàn ăn nó hợp lý và ghế cho nó hợp lý. Nếu có phòng ăn nhà anh em mà rộng thì mình muốn tư vấn anh em dùng sang cái loại là ghế như này, ngồi cho nó đẳng cấp. Còn hoặc là mình nói từ đẳng cấp thì thực ra là cái này là mình làm theo kiểu khoa lá tây thôi, thì nhìn nó sang chảnh, gọi là nó hơi cổ kính chút. Còn để không mất thời gian nữa thì mình muốn chia sẻ anh em về cách gọi là để sắp xếp một cái bàn, một cái ghế ngồi ở trong một cái bàn như thế này. Ví dụ nhà anh em mình mà có 6 người chẳng hạn, thì anh em làm 6 ghế. Hoặc là thường khi mỗi một gia đình thì chỉ có khoảng tầm 5 người thôi thì mình làm 5 ghế. Còn thêm ra thì khoảng có khoảng tầm 2 người khách hoặc 3 người khách hoặc 4 người khách thì mình sẽ sắp xếp khoảng tầm bàn ăn tầm 8 ghế là vừa. Đấy là chia sẻ của Cương, tầm 8 ghế hoặc là bàn ăn 6 ghế. 6 ghế thì là 3 cái ghế ở đây, 1 2 3 là 3 ghế. Còn 2 ghế ở đầu đó là dành cho là những hôm nào mình có nghĩa là có khách thì mình gọi là kê thêm. Như ví dụ như này nhá. Một bàn ăn mà gồm 6 ghế thì mình sẽ đo khoảng cách như này này. Đây, em ra đây quay ra cái ghế đây. Ví dụ một cái ghế như này thì mình sẽ đo khoảng cách của cái ghế này. Đây, cái ghế này là rộng vào 48 phân. Thì khoảng cách của mỗi người thì mình lại chia ra khoảng tầm 17-18 phân một người. Đây, đến là cái ghế thứ hai. Ghế thứ ba thì cũng vậy. Đấy. Còn đến được cái ghế cuối cùng đây thì là đây. Khi mình nếu mà mình có ý định chọn bàn ăn 6 ghế mà cái ghế này của Cương là ghế hàng lại nhá, nó to. Nên là khi mình to như này rồi thì mình sẽ chọn ra được cái bàn ăn 6 ghế là nó khoảng tầm vào 1m97. Còn là cứ lấy vào 2m bàn ăn hoặc là 1m9 là vừa. Đấy là bàn ăn 6 ghế. Bàn ăn 6 ghế này ngồi được full người khoảng tầm 8 người. Là dài vào đi là 1m97 là ngồi được 8 người anh em nhá. Đấy là chia sẻ của Cương hết sức chính xác luôn. Tại vì tại làm sao Cương sẽ ngồi thử cho anh em xem đây này. Đây, Cương ngồi như này. Thì khi mình ngồi như này thì chắc chắn cái chân của mình không chạm vào cái chân của người ngồi cái cạnh mình đây. Mình ngồi, nếu ông nào ngồi cứ bành cái chân ra thế này thì chắc chắn cái người ngồi bên cạnh thì phải khép cái chân lại. Thường khi với cái ông Nam là ngồi cứ toàn bành cái chân ra thế này này. Đấy, mình ngồi cũng hay cái kiểu là cứ bành cái chân ra. Nên là mình có nghĩa là lấy của mình ra, mình ngồi nó rộng thì mình phải căng nó rộng ra này. Nên là cái bàn ăn, bàn 6 ghế thì mình chốt lại một câu này là bàn ăn 6 ghế. Mà cái ghế cái kiểu to to này thì mình sẽ chọn cái bàn dài vào 1m97 anh em nhé. Đấy là chia sẻ của Cương. Và chắc chắn là chuẩn luôn đấy, chứ không phải là sai đâu. Vì Cương làm quá nhiều rồi. Nên hôm nay tôi muốn chi tiết để anh em biết rõ về cái cách chọn. Lắm người hỏi Cương là em ơi cho chị hỏi cái bàn, bây giờ nhà chị có 4 người thì chị lên làm cái bàn như nào để cho nó hợp lý. Thì Cương vẫn chia sẻ là 4 người cũng lên làm cái bàn 6 ghế. Để mình còn phòng trường hợp là mỗi khi mình có khách đến thì mình được khách đến thì thường khi là người ta đến chơi một người hoặc người chơi thường khi là 2 người hoặc là lắm lúc họ đi cả gia đình, họ chồng con cái chẳng hạn thì họ đi 4 người thì mình phải làm cái bàn 8 ghế. Thì lúc đấy thì mình cứ mua cái bàn là 6 ghế nhưng mà 2 ghế sơ cua thì mình để ra cái chỗ khác mình không dùng. Nếu là có khách thì mình lại để vào hai đầu đây mình ngồi đây, để đầu ngồi đúng như này anh em này. Đây, ghế ngồi đầu đây. Đó, ngồi đúng như này. Quá chuẩn nhá. Khi cái chủ nhà mình phải ngồi tiếp như này. Đấy, ngồi ở giữa. Còn thường khi mình làm phải có ghế chủ nữa anh em ạ. Còn như một cái ví dụ phòng khách của phòng của gia đình chung cư thì anh em nên chọn cái loại là nó hợp lý.
video này tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi muốn chia sẻ với anh em là chốt lại một câu là bàn ăn 8 ghế ngồi, bàn ăn 6 ghế ngồi được 8 người thì anh em chọn cái kích thước là dài nó đi 2 mét hoặc là 1m97 đấy, để vào cái số đẹp, số kg. Còn nếu mà phòng nhà mình mà rộng rãi thì mình làm ra một khoảng tầm dài 2m17 đấy, để lúc mình phòng ra mình có để cái loại để cái kia lên cái bàn như này, mình gọi là trang trí anh em ạ, trang trí. Nếu mà nói thêm, nếu mà anh em mà làm trang trí thì anh em phải làm cho mình dài được tầm 2m17 đấy, ngồi bàn 8 người thì anh em ở giữa đây anh em có thể trang trí loại hoa hay bất kỳ cái gì lên anh em ạ. Đấy là chia sẻ của Cương. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của Cương để những video tiếp theo Cương làm là các bạn nhận được luôn. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại.